Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì mấy anh em giới thiệu cho anh em một ít sản phẩm nha nè. Anh em cần mẫu nào thì alo em ha. Thì bên em nhiều lắm nha nè. Thì như là quần áo ngụy trang, liều lụp, nón lồng nuôi, lụp đầy đủ hay lụp chích, lụp quất, rồi lo bẫy đầy đủ cho nha nè. Thì em ngày em giới thiệu cho anh em một ít vậy nè. Anh em cần mẫu nào alo em, hoặc là anh em điện em trực tiếp nha nè. Thì em có báo giá cho anh em, báo giá luôn nha nè. Em gửi gì hớm về cho anh em xài luôn nha nè. Thì bên em nhiều mặt hàng lắm. Thì đầu tiên là giới thiệu cho anh em là cái chuông nha nè. Cái này là cái chuông quất mình để vô trong cái chuông quất chích, để vô cái lập anh em khi mà nó bật dính nó rung lên á. Thì mình chạy lại mình lấy nha nè. Thì cái gì đây là 30 ngàn nha nè. Anh em cần cái mẫu chuông này alo em ha. Cái này chuông mới nhựa. Cái gì là 30 ngàn nha nè. Thì mỗi lần bên em á anh em, một lần phí á là 30 ngàn. Thì như anh em mua mấy cái này á, như em vận chuyển á, như là mấy cái này thì lập cái chuông thì em không có bao phí, chứ cứ lập thì bên em có bao ha, bao phí nha anh em. Thì anh em mua lập bên em kèm chuông á nè, thì em sẽ để vô để đỡ tốn phí cho anh em. Hoặc là anh mua lồng nuôi hay là bị lều lụp đồ đó, thì nó lều quần áo ngụy trang rồi anh em, thì bên em đều có bao phí hết. Thì mình mua thì anh em vận chuyển vô để tốn tiền phí nha anh em, mỗi phí thì 30 ngàn. Hoặc là anh em chuông nha anh em, chuông quất ha. Còn cái này nè là cái bộ nọc đánh trần nè anh em. Bộ nọc đánh trần này thì là mình ghi nóc nha anh em, nóc ha, cái chân này mình ghi nóc đặt nha anh em. Còn cái này, cái đầu này trên đây là bằng cái đầu này thì là bằng bằng thao ha. Cái này thì làm theo kiểu malai nha anh em, malai ha. Cái này xài bền cực kỳ nha anh em, yên tâm nha anh em. Nóc nữa nóc xịn nha. Thì một cặp gì đây là đang bán giá 180 nha nè. Anh em cần cái mẫu cái nọc đánh trần này alo em ha. Còn cái này là cái túi túi đựng bổi à. Mình có thể đựng bìm biệt, đựng cu gáy, hay là mình đựng những cái loại chim này thì làm bằng vải thun thái hay qua giảng nha nè. Thì cái này cặp hiện đang bán giá là 25 ngàn. Anh em cần mẫu này alo em nghe nè, có dây rút hai đầu ha. Cái này thì để cua đứng này nè, để cua đứng này thì cặp 25 ngàn. Và cái hàng giò bẫy cua gáy nha em. Thì giò bẫy cua gáy thì bên em hiện tại thì bán là ba dòng nha, ba dòng, dòng chữ U, chữ O, chữ C ha. U là Thái nha em, C là Việt ha, O là Malai ha. Thì cái bên em chỉ bán một loại, một duy nhất là hàng cấp lụa xe 7 thôi nha em, em không có bán xe 4 nha. Này dây siêu bền nha nè. Thì cái chân cấm của nó là chân cấm đập dẹp nha nè. Ở trên này là khoan hai lỗ nè, khoan hai lỗ, ba lỗ quấn đồng nha nè, quấn đồng vô cái cụm cáp cho nó chắc chắn thêm nữa nha nè. Thì cái dòng này dòng tầng hình nè, dây này, này là dây nhuộm màu cổ khô luôn nè nè, tầng hình nè. Khi quay gần như thấy tách ra từ cộng là đưa ra không thấy nha. Thì anh em thường là anh em nghĩ là cái hàng xe 7 nó sẽ là lớn hơn xe 4, nhưng thực sự không phải nha nè. Hàng xe 4 là cái dòng nó sẽ xe 4 này nó lớn hơn xe 7 nha. Cái này là 7 cung cấp lụa xe siêu mảnh xe lại nha nè, nên nó mịn lắm, mịn lắm nha nè, mịn hơn xe 4. Thì giờ thường đa số là anh em xài cái thường anh em đi 7 là xe 7 cua gái, thì thường là anh em dùng cái hàng cấp lụa xe 7 này nhiều, dòng nó xài cực kỳ tốt luôn nha nè. Thì hiện tại 7 chân thì em đang bán giá là 90 ngàn, 10 chân là 130 nha nè. Thì ba dòng ha, chữ U cho chữ C nha nè. Em cần mẫu nào alo em ha. Trong ba dòng này có dòng chữ O nè, cái chân cấm nó cao hơn hai cái dòng này. Thì mình cầm chỗ đất mềm, đất sỏi rồi đất nó mềm, đất cát ok lắm nha nè. 7 chân 90 ngàn, 10 chân 130 ha. Còn cái này móc châu lụp nữa nè. Này thì cái đầu này thì làm bằng lụa thao, trên này thì bằng inox ha. Thì cái móc châu lụp này thì tại em đang bán giá là 140 nha nè. Anh em cần mẫu lớp móc châu lụp này alo em ha. Cái này mắng lên cây gió thổi nó hơn không rớt, có nó có cái rãnh nè, có cái rãnh ha, nó thỏa không có chạy đây luôn, 140 nha nè. Còn cái này là cái lưới để mình đang lập đó nè, lưới này lưới Thái nha, cái này đang sẵn này, về mình lập lên rồi mình điền lại thôi. Cái này bộ gì đây là 60 nha nè, cái này lưới siêu bền nè, lưới siêu bền này thì nó dây nó lớn hơn, nhìn anh em nhìn thấy chắc hơn, nhờ một cổ khôn nè. Siêu bền này thì anh em bán giá là 80 nha nè, 80 ha.
Anh em cần món nào alo em nha anh em. Cái này thành xích chân của gái Việt. Cái gì viết Việt này thì nó cũng chống sắn mặt bạn luôn nha anh em. Dây chắc chắn lắm. Cái mẫu này rẻ anh em mua nhiều lắm nè. Thì em đang bán cộng gì đây là 40 nha anh em. 40 ha. Việt Việt ha. Còn cái thằng Malai này nè. Malai này đã lắm. Malai này là dây cái dây này là dây đặc cuộc luôn nha anh em. Dây siêu bền nha. Dây đặc cuộc ha. Dây lớn nha. Này chỗ này chống sắn mặt nạn nha anh em. Chống sắn mặt đạn luôn ha. Nặng dài nha anh em. Thì cộng Malai này á, là hiện tại thì em đang bán giá là 50 nha anh em. Cộng mẫu Malai đẹp lắm. Còn cái mẫu số 8 này thì nó mắc, còn gấp hơn nha. Số 8 này thì nó 65.000 cộng nha anh em. Số 8 này nhà thường anh em mua nhiều lắm. Anh em này sẽ xài cái dòng số 8 này anh em thích. Số 8 nha anh em, số 8 65.000 cộng ha. Anh em cần mẫu nào alo em nha anh em. Cái này là cái bảy thòng, bảy thòng thì em cũng giới thiệu nhiều. Cái này thì căng ngay được 2m này nè. Dây siêu bền, dây lớn. Cái này chống sấn rồi so ha. Phen là phen liền luôn nha nè. Phen liền luôn ha. Cái này bắt được tất cả chim nha nè. Thì cái này bắt được bìm bịp ok lắm nha nè. Tất cả chim ha. Con nào mà chui ngang rổ này nghe nè. Chui ngang cái dòng này thì chết nha nè. Thì một bộ về đây 20 dòng nên đang bán giá là 100.000. Em cần mẫu này alo em ha. Thì bữa nay em giới thiệu sơ lược cho anh em mà ít vậy ha nè. Như anh em cần mẫu nào alo em nha. Bên em liều lục có đầy đủ nha. Lục thì lục chích lục quất đầy đủ nha anh em. Lo 7 thì phụ kiện lo đầy đủ hết. Mấy trăm mặt hàng nữa nha nè. Anh em cần mẫu nào alo em. Hoặc là anh em có thắc mắc gì đó anh em điện em nha nè. Em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Anh em có thương thì ủng hộ em nha anh em. Hoặc là anh em bấm đăng ký kênh nha. Bấm dậu chuông á. Em đăng lên những cái video mới thì anh em nhau chia sẻ nha nè. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em sau nha nè.